Mẹ Crest đẹp chưa này? Crest từ chuột lang Mỹ. Đầu có xoáy này. Mắt đỏ. Mắt quay buổi tối đẹp chưa? Lông kiểu màu kem vàng vàng xám. Đầu xoáy rất đẹp. Góc nhìn này mắt nó đỏ luôn. Bé này là bé size baby các bạn nhé. Size còn bé, còn nhỏ. Bé đực. Đấy, xoáy này. Màu vàng kem. À, màu vàng xám. Màu này lớn lên là đẹp đấy. Lông rất đẹp. Các bạn yêu thích các dòng chuột lang, ngắm các dòng chuột lang hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Để kênh phát triển hơn. Cảm ơn các bạn. Thì sung quả sai chữ quả luôn. Sung quả.